Chúng ta của 8 năm sau, vợ cũ Xếp Giang tìm đến nhà đánh ghen Nguyệt. Tuy đã bị cô giáo Nguyệt từ chối và đuổi khéo nhiều lần, nhưng ngay khi mẹ trở về nhà, cô bé Lan Nhi ương bướng lại ôm gói khăn đồ chạy đến nhà cô giáo Nguyệt. Lì mặt xin ngủ lại khiến cho Nguyệt lắc đầu ngao ngán. Để rồi cô vợ cũ Xếp Giang đã tìm đến tận nhà Nguyệt để nói những câu mỉa mai đay nghiến khiến cho Nguyệt đầy ấm ức. Đêm đã khuya, cô giáo Nguyệt lặng lẽ ngồi soạn giáo án. Trong phòng, Lan Nhi và bé Cam đã im lặng chìm vào giấc ngủ. Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, Nguyệt ngước nhìn ra, giờ này chắc lại là bố Lan Nhi đến đón. Muộn rồi, sao anh không để ngày mai hẵng đến? Nguyệt vừa nói vừa hé cánh cửa ra thì bất ngờ trước mặt là một người phụ nữ trông đã trạc tuổi và có nét nhìn quen quen như hình Nguyệt đã từng nhìn thấy. Xin lỗi, chị tìm ai hả? Chào cô giáo, tôi là mẹ của Lan Nhi, tôi đến đây tìm con bé. Người phụ nữ kia lên tiếng. Vậy ạ, bé Lan Nhi vừa mới ngủ, mời chị vào nhà để tôi thức con bé dậy. Nguyệt rót nước mời mẹ Lan Nhi uống, cả hai nhìn nhau. Tôi nghe nói thời gian qua con bé thường xuyên đến đây làm phiền cô giáo lắm phải không? Đàn bà kia lên tiếng. Dạ, cũng không có gì ạ. Chắc thời gian vắng chị, anh Giang lại bận công tác suốt ngày nên con bé muốn qua đây để chơi với bé Cam nhà tôi cho vui. Nguyệt lễ phép lên tiếng. Xem ra cô giáo đây cũng biết giờ giấc sinh hoạt của chồng tôi kỹ nhỉ. Quan tâm như vậy chắc gì con bé Lan Nhi giờ đây thấy tôi nó lại tránh mặt không chịu nói chuyện, chỉ đòi sang cô giáo. À ta nhếch mép cười. Nguyệt hơi khó chịu. Tôi nghĩ là chị đã hiểu lầm. Lan Nhi đang trong giai đoạn thay đổi tâm lý của tuổi mới lớn, con bé cần sự quan tâm của bố mẹ và gia đình. Tôi đã nhiều lần nói với bố con bé, giờ đây có chị tôi cũng nói luôn. Tôi hy vọng rằng anh chị sẽ dành thời gian quan tâm tới con bé nhiều hơn. Tôi cứ tưởng rằng chính cô đang chèo kéo, chiều chuộng con gái tôi để giận bố nó hơn chứ. À ta ném ánh mắt đầy mỉa mai về Nguyệt khiến cô nóng mặt. Chị nói cái gì? Tôi được biết thì cô giáo đây cũng đã bị chồng bỏ, cũng cần tìm một chỗ dựa tốt như chồng của tôi. Trên đời này không ai tự dưng lại đi chăm sóc, chiều chuộng con cái nhà người khác làm gì cả. Nguyệt như điếng người, trong lòng đầy những hậm hực. Cô cay đắng, tức tối trước những lời nói sóc óc như vậy. Nguyệt cố gắng bình tĩnh. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Con tới nhà cô giáo là vì con thích cô ấy. Cô ấy tốt tính, không như mẹ bỏ rơi con. Lan Nhi bước ra, gào lên. Con nói cái gì hả? À ta trợn mắt lên. Thôi đủ rồi, Lan Nhi cũng đã dậy. Giờ đây mời chị đưa Lan Nhi về đi. Chị đã nghĩ như vậy thì chúng ta cũng chẳng còn gì để nói chuyện nữa cả. Nguyệt đứng dậy, quay người bước vào phòng. Lan Nhi bị mẹ kéo đi, cất tiếng kêu gào chống đối. Không, con không về, con muốn ở lại nhà cô giáo.